Rồi, thân mến, kính chào tất cả mọi người. Hôm nay Tài sẽ thực hiện một cái video làm theo ý của những khán giả, là sẽ bung cái loa GST 18-1500 này ra, xem call của nó như thế nào. Trên video thì cũng đã có nói là call 127 lớp trong và ngoài, và trên website cũng đã có bài viết về em nó. Nhưng hôm nay Tài sẽ mời mọi người xem thực tế luôn. Rồi, bây giờ em sẽ bung cái này ra. Lo đang còn trong đồng đàng hoàng nha, sắp ra bung luôn. Chơi là chơi, đâu có sợ mưa rơi. Lấy ra test thử một cái luôn. Lo đang hát đàng hoàng, hát nhưng mà vẫn tháo bung ra. Cho em nó lên ghế. Chọc vậy vô. Sẽ đưa lên dĩa, lên cái dĩa xoay, rồi kiếm mấy lon bia nữa. Cũng thẳng khiên cái lon hai từ mà anh đi quải không, đi y như con vịt bầu. Rồi giờ dùng keo dán sắt, ý lộn, này mới keo sắt. Tại vì này là cái bình đựng keo dán sắt thôi, nhưng mà bên trong là cái nước dùng để xả màn. Trước tiên thì bây giờ sẽ đưa cái nước này vào cái viền loa trước. Đó. Trên video thì thời gian chờ đợi thì Tài sẽ không quay video mọi người nha. Chứ thật sự mà xả được cái keo này ra thì nó rất là lâu. Rồi còn cái phần màng nhện ở phía bên dưới nữa, phải tháo hết ốc lục giác của nó ra, rồi chờ cho keo của nó mềm ra rồi mới dỡ cả màn cả côn lên được. Nè, phần dưới này, phần dưới này là phải tháo ốc lục giác này ra đó nè. Đó, phải tháo ốc lục giác ra hết rồi bắt đầu mới đưa cái nước xả màn vào. Thì cái thời gian này là Tài sẽ ngưng qua video, sẽ không quay nha. Thì bây giờ bắt đầu là sẽ tháo từng cái chi tiết này ra hết, rồi sau đó sẽ mời mọi người quay từ cái đoạn sẽ mọi người sẽ thấy lấy ra, rồi sẽ thấy được côn loa, rồi từ loa ở bên trong thấy được khay côn, rồi thấy được cái hệ thống auto balance cooling ha. Rồi cái này là sau thời gian khoảng nửa tiếng mọi người nha. Nửa tiếng thì đã lấy được hết những cái nẹp của nó ra rồi nè. Đó, keo nó mềm ra mới lấy được những cái nẹp ra. Rồi đây là những cái con ốc lục giác mà được xiết cho cái phần của cái nhện. Đó, rồi lấy ra không hiểu. Giờ chúng ta chiêm ngưỡng cái côn của nó nha. Đó, lấy ra nguyên con luôn. Rồi đây, đây là mọi người sẽ thấy rõ luôn ha, hai cái màng nhện ghép bằng silicone.
Rồi cái côn đó thì được làm theo dạng bên ngoài là hai tầng nha. Đó, bên ngoài là sẽ có hai tầng dây. Đây, quay lại côn 127. To chà bá luôn. Và cái lớp bên trong thì liền. Đây. Đó, bên trong một lớp. Để ta xa cho lấy nét rõ vô. Đó, bên trong một lớp. Vậy để cho mọi người xem rõ luôn ha. Trong một lớp và cái lớp ở bên ngoài. Thì cái công nghệ của người ta làm theo cái dạng là để nó cách nhiệt nóng giữa hai cái khoảng này ra. Đó, nó có cái khoảng trống ở giữa này, khoảng cách này, để phân chia ra giống như cái loa, những cái dòng loa mà của JBL của Mỹ á. Thì sẽ có hai cái côn mà có nơi gọi là côn đôi đó. Ở dưới một côn và phía trên một côn. Đó, còn cái này thì được cắt ra như thế này. Đó, cắt ra phần trên và phần dưới. Thì khi mà cuộn dây chúng ta nó nóng lên á, cuộn dây mà nó nóng lên á, thì nó có cái phần này nó cắt nhau ra, nó cũng đỡ đi được một phần. Rồi còn phía bên dưới thì chúng ta sẽ có cái hệ thống là auto balance cooling. Thì cái vòng nhôm này ở trên thì nó là giải nhiệt một phần. Và ở bên trong giữa hai viên từ á, bên trong cái khay giữa hai viên từ nó lại có thêm một cái vòng nhôm như thế này nữa nè. Đó, một cái vòng nhôm nằm ở phía bên trong giữa hai cái khay từ á, giữa cái vòng tròn của cái đường kính của cục từ á, nó sẽ có thêm một cái vòng này nữa. Thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc làm mát cho cái cuộn côn này. Thì những cái dòng loa mà công suất lớn này thì người ta phải tích hợp cái hệ thống tự động làm mát cho nó dữ lắm. Tại vì khi chúng ta hoạt động với công suất lớn thì cái cuộn côn nó rất là nóng. Đó, thì cái phần đó sẽ được ấy ở bên trong cái khay côn này nữa. Rồi ngoài ra thì riêng về từ thì vẫn hai từ thì mọi người cũng đã biết rồi. Đó. Một từ ở dưới đây. Rồi, gãi cái đế luôn. Nặng quá mà. Nặng quá mà. Vui rồi. Bể luôn cái đế xoay à. Rồi, nói chung là hôm nay Tài đã làm theo những cái dòng comment của khán giả. Rồi cũng đã tháo cái loa này ra cho mọi người xem rõ về phần côn và phần bên trong của loa. Rồi đến đây thì video này của Tài xin phép được tạm dừng tại đây, và Tài sẽ hẹn gặp lại tất cả những khán giả của mình vào những video lần sau. Xin thân mến chào tạm biệt.